Angelma, giúp em với. Chuyện gì? Em cần tìm tất cả các con số. Anh tìm thấy số 1 rồi. Yeah. Số 2. Số 3. Số 4 ở đâu ta? Vùng đất vui chơi đang cần bạn. Boris đã đánh cắp quả bóng yêu thích của Winton. Bây giờ làm sao nó chơi tìm bóng được? Đi thôi. Đến giờ chọn trang phục rồi. Tienda ngốc nghếch, không phải cái đó. Cái gì đây? Mình biết rồi. Công chúa và hoàng tử dò thám. Còn một thứ nữa. Sức mạnh của cuộc chơi, hãy đưa chúng tôi tới đó. Tôi nghe có tiếng kêu của Winton bên ngoài lâu đài. Đừng lo lắng, Winton. Ý hay đó, tìm manh mối nào. Roma đã tìm ra dấu chân. Vệt mây từ trực thăng của Boris. Hãy đi theo nó. Ôi không, Boris đã để quả bóng đồ chơi bị mắc kẹt trên cây trong lúc đi qua đây rồi. À, đó là một cái bẫy. Các bạn có thấy vui không? Tốt nhất là bạn nên ra khỏi đây trừ khi bạn muốn vui vẻ hơn với chúng tôi. Công chúa vui chơi và chú cúng con đã cứu rỗi cuộc đời. Yeah! Dấu vết những mẫu bánh vụn này, bạn nghĩ nó dẫn đến đâu? Hả? Là ba sao? Thì ra là ba. Soon.